tại Tổ đường Việt Nam Quốc tự, Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã thành kính niêm hương trước giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào cùng chư vị tiền bối hữu công, cầu nguyện tri ân công đức các bậc cao tăng thạc đức đã góp phần to lớn trong công cuộc chấn hưng thống nhất Phật giáo Việt Nam, đào tạo tăng ni tại Đức. Trong không khí trang nghiêm với khói trầm quyện tỏa, Chư Tôn Đức nhất tâm tụng Bát Nhã Tâm Kinh cúng dường. Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức